Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. 20 tháng 10 là sinh nhật của mình. À, mấy phần quà và những phần quà như thế nào ha? Đây các bạn. Như Ngọc Trinh luôn, chân đỏ. Chân đỏ đẹp quá. Từ từ làm quen trước. Hôm nay là sinh nhật đặc biệt, có nhiều quà. Rất là cảm ơn anh em đã quý mến ha. Gà chín cựa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello, mình là Nam Ngô. Hello các bạn. Ok. Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của mình. Cho nên là các anh em có gửi những cái phần quà cho mình rất là dễ thương ha, rất là thích luôn. Thì sẵn đây mình sẽ khui cho anh em coi là sinh nhật năm nay mình được mấy phần quà và những phần quà như thế nào ha. Ok, thì trước mắt chúng ta sẽ hít đất một cái để lâu rồi không làm cái hoạt động này. Tại vì lúc này mình hay đi quay clip ở ngoài, quay những anh em của những bộ môn khác á. Lúc trước á, thì là anh em bò sát. Thì anh em bò sát thì mình sinh hoạt trong đó, cho nên mình có suy nghĩ cái ý tưởng là mỗi lần mình quay clip á, thì chúng ta sẽ cùng hít đất với nhau. Thì sau này có sự thay đổi nhẹ, mình đi review bên ngoài. Những anh em ở những cái ngành khác thì anh em không có biết cái vụ này. Rồi đa số cũng là những cái shop, những cái cửa hàng bán đồ của anh em, cho nên là cũng không tiện rủ rê anh em hít đất nữa đó. Nhưng mà nếu mình quay ở nhà đó thì mình vẫn sẽ hít đất bình thường ha. Đây là cái hoạt động nó lành mạnh, nó có sức khỏe, chúng ta nên duy trì. Còn những anh em mà của ngành khác á, những cái ngành sinh vật cảnh khác á, mà sau khi coi clip này á, mà muốn chung vui cùng hít đất á, thì sau này mình có tới giữa cửa hàng review á, thì anh em cứ rủ mình hít đất ha, mình chơi luôn, nhào vô mình chơi luôn. Còn giờ anh em chưa biết rồi, mình cũng hơi ngại làm phiền anh em, với lại ngay chỗ anh em buôn bán cửa hàng nữa, cho nên là mình không có rủ rê ha. Rồi vô chơi. Ây giờ sáng sớm trời cái mình tranh thủ mình làm sau này mình cũng sẽ đi quay clip các bạn. Thì tại vì món quà này nó đang, ây da trời, ngủ chật khớp sao hôm nay hít đất phê quá. Món quà này nó là sinh vật sống, nó nằm trong hộp, cho nên mình tranh thủ mình quay trước. Ây da. Quay trước xong mình cũng đi quay clip. Ok. Đây, ở đây. Đây. Ây da, mệt quá Lucy. Đây là món quà của em Lâm Durex tặng cho mình ha. Thì hôm qua Lâm có lên đây chơi. Hôm qua Lâm có lên đây chơi xong ấy, mấy lần coi clip thấy mình có cái em bồ câu rất là đẹp, dễ thương, cứ quấn đi theo mình hoài. Nhưng mà chỉ có một con thôi. Lúc trước nó có hai bạn, mà hai bạn đều là cái hết. Thì hai bạn này là của bạn Tất Hải Hoàng, Mr. Bet đó các bạn, tặng cho mình nhiều năm rồi. Thấy cưng ghê không? Tất Hải Hoàng lúc đó nuôi hai con, mà hai con cái hết luôn. Thì đem về đây là mình thả luôn đây mấy năm. Thì hai đứa nó cũng kháng khích với nhau lắm. Nhưng mà đẻ trứng cũng nhiều lần. Nhưng mà đẻ trứng xong rồi không có nở được không à. Do đều là hai con cái hết, không có đập mái. Trứng nó không có cồ thì nở không ra. Thì hôm qua Lâm lên chơi, Lâm mới nói anh thích không, để em tặng anh ha. Cái này là bồ câu mỏ két vẫy cá. Con này con cái, Lâm nói con này con cái, em tặng anh con đực. Xong sau đó anh đổi ý, anh nói thôi để em tặng anh luôn nguyên cặp. Thì bây giờ mình sẽ unbox ra. Mình cũng chưa coi luôn, tại hôm qua Lâm gửi cho mình lúc đó cũng hơi tối, tầm 8 giờ mấy. Lộn, tầm 6 mấy. Thì lúc đó trời tối thui rồi. Nếu mà mình đem ra đây mình thả luôn ngoài chuồng á, thì mình sợ bé nó không có mất phương hướng á.
tại giờ này giờ tối đó chim nó cũng đi ngủ, rồi mình thả nó lại vô đây rồi chim nó mất nguyên hướng, nó hoảng loạn không có tốt, cho nên là mình để nguyên trong hộp trong nhà luôn. Rồi sáng nay mình sẽ tính là mình thả, rồi mình sẽ sẵn mình quay clip khoe chơi với các bạn vui vẻ thôi nha, khoe đây là vui vẻ thôi. Hôm nay mình có hẹn, cũng có hẹn đi quay thì mình tranh thủ chút xíu buổi sáng mình khui cho em đó bay nhảy, rồi xong rồi mình sẽ đi quay luôn ha, để làm thêm nhiều clip mới gửi cho anh em coi. Anh thấy bồ câu dễ thương không ha, đợi cá nó dễ thương, thấy mình ngồi đâu là nó bay theo đó. Xong rồi mình cũng sẽ thả, giờ mình khui xong rồi mình sẽ thả nó bay tự nhiên đây cho nó quen luôn. Ok, giờ mình sẽ khui ha. Wow, đẹp quá. Oh. À, thằng này nhìn thấy có bạn rồi nè. Ngoan ngoan. Thấy có bạn rồi nè. Đây các bạn. Oh. Nè. Đây. Đây là một bạn bồ câu chung giống với lại cái bé trên lưng mình ha. Này là cánh đỏ nè, mỏ két đó, này riêng một cặp với lại em đuôi cá nè. À, đây là theo như Lâm nói thì đây là bạn này là bạn trống ha, chim trống ha, thì bồ câu cũng rất khó phân biệt được trống cái. Thì Lâm nói để em bắt cho anh con trống là con này, xong rồi sau đó Lâm nói thôi để em đưa cho anh nguyên cặp luôn, lỡ mất công lộn nữa. Đây là bạn chim trống ha, bồ câu trống, xong rồi mình cũng sẽ thả. Đẹp không các bạn? Nhưng mà biết không, khi mà tại vì cái bạn chim bồ câu ở nhà mình là bại xuống nữa kìa, thì lúc trước nó một cặp nó là hai, mặc dù là hai con cái nhưng mà nó là một cặp. Xong rồi một bạn thì coi như là đi trước thì còn con mình ảnh, xong ở đầu ảnh ảnh mới kết thân với mình. Lúc đầu ảnh cũng thân cũng dạng lắm, nhưng mà để mà coi như cứ gặp mình là bay đậu trên vai trên đồ là không có đó. Chỉ có cái thời gian sau này nè, khi mà cái người bạn của nó đó đã coi như là mất hết một bạn rồi, còn mình ảnh độc thân á, ảnh mới trở nên là ảnh thân thiết với mình đó. Thì ảnh đi đâu là nó cũng đậu xuống, nó đậu trên vai mình hết trơn á, coi như nó cô đơn á, cho nên là kết bạn với mình. Nhưng mà bây giờ nếu mình thả mà cặp chim này vào nè, cặp chim mới này vào, khi mà tụi nó quyến luyến kết thân được với nhau rồi á, thì có khi lúc đó nó lại hết thân với mình à. Nếu mà bây giờ á mình nuôi một mình bạn đó hoài á thì nó sẽ thân với mình hoài luôn, nhưng mà vậy cũng tội nghiệp nó là chim mái à. Còn bây giờ nếu mình thả cặp này ra thì khi tụi nó kết thân với nhau á, thì nó sẽ bớt thân với mình, nên là cũng là một sự hy sinh á. Nhưng mà bé nó sẽ vui hơn ha. Nói về chim á, thì màu lông rất là đẹp, màu lông rất là đẹp ha. Này, hy vọng là sẽ có baby. Nhưng mà chim của mình thì trước mắt là nhìn mỏ với lại này nọ là giống á, nhưng mà con của mình có vẻ bự con hơn, hay là bạn này còn tơ mình không biết, nhưng mà màu lông rất là đẹp. Em mới tặng thêm cặp bồ câu, có đực có trống có mái luôn. À, này màu đẹp nè, rất là đẹp. Bồ câu nhiều anh em cũng chơi các bạn, nói chung là bộ môn nào cũng có người chơi hết. Có bộ môn nó dễ thì nhiều người chơi, hoặc là chi phí nó thấp thì nhiều người chơi. Còn có những bộ môn thì nó khó chơi hơn, cho nên kén người chơi. Ví dụ như Việt Nam mình ít nghe nói, nhưng mà người ta cũng có chơi bồ câu đưa thư nữa các bạn. Có chơi bồ câu đưa thư nữa, huấn luyện để đưa thư bay đi bay về.
Bạn Long hỏi anh Nam chơi không, anh đưa. Mình thứ nhất là không có thời gian, với lại mình cũng không có ấn tượng bởi cái cách chơi đó, đưa thư này nọ. Bài đưa thư là bài các bạn. Ví dụ như bạn ở trong Sài Gòn, người bạn bạn ở ngoài Hà Nội đó. Bắt cái con mà nuôi ở Sài Gòn đem ra Hà Nội thả, bắt con ở Hà Nội đem ra Sài Gòn thả thì nó sẽ tự biết đường bay về ha. Đó là cái kỹ năng của con chim bồ câu mà dòng đưa thư đó, nó rất là nhớ đường, định vị rất là tốt. Mắc cỡ mình nhìn nó né chỗ khác, càng nhìn nó càng né chỗ khác. Để nhìn cặp mắt cái coi, mắt nó rất là đẹp ha các bạn ha, rất là đẹp. Thì bây giờ là mình thả luôn ngoài không gian lớn luôn nè. Thì đầu tiên bé nó sẽ nói né, phản ứng đầu tiên nó sẽ né, né một thời gian. Nó đầu mình đi rải thóc, rải lúa rồi cho ăn á. Đó, rồi cho ăn cái này cái kia, đầu nó từ từ nó sẽ dạng ăn vip. Nó ăn vip rồi nó sẽ ghiền. Nó sẽ ghiền thì sau này nó sẽ gặp mình á, là nó sẽ lại nó xin ăn. Đó, thì nó sẽ dạng từ từ. Chứ mình cũng không có bắt thả vô chuồng nhỏ để mình thuần hết trơn á. Đây là bạn chim trống ha, mình sẽ bắt bạn chim mái ra cho bạn coi. Bạn chim mái trắng tinh luôn, quá đẹp. À, bạn chim mái trắng tinh luôn. Đây bạn chim mái. Dưới đây cũng có một chút vảy cá rồi. Chim mái cũng có một chút vảy cá ngày chỗ này chứ không phải trắng tinh ha. Ghê, chim mạnh khỏe. Rồi cái dòng chim này á, là các bạn thấy là ngay trên đầu nó có một cái phần xoáy nhẹ nhẹ đây ha. Xoáy đây. Đây con. Cái phần vảy cá này nó nằm có một bên này thôi. Nó không có cân đối ha, bên này không có. Đây, anh kia anh thấy có bạn này. Có bạn xong rồi nó không biết là mày còn có quấn tao không, có quyến luyến tao không. Về đây á, là nó được bơi sống tự do, bay nhảy tự do, nó sẽ mập mạp lên, bự con lên. Lông này cũng cũ rồi nè, lông chim cũ. Đụng tới là nó rớt các bạn. Nhưng mình chỉ cần đụng nhẹ vô thôi là nó bung nó rớt ra. Mùa này là mùa mưa, nó cũng là mùa chim của Thái Long, mùa chim Thái Long. Mắt rất là đẹp ha, mỏ két. Nó đụng tới là rớt lông. Về nhà mới thay lông luôn. Con chim nó cũng vậy các bạn. Con chim mà nó cũng nhạy cảm lắm. Hồi xưa mình chơi chim hót đó là coi như là nếu mà nó về nhà mới á, nó cũng sẽ thay lông, hoặc là mình đổi cám cho nó cũng thay lông. Đó. Nó thay lông mà giống như con bò sát, con igu đồ thay da vậy đó. Đó. Thì mỗi năm nó thay lông, cái bộ lông nó cũ quá nó thay lông mới cho đẹp. Đây. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà gà do hơi ốm, có thể là người ta nuôi trong những cái chuồng nhỏ. Đó. Thì nó sẽ không có vui vẻ, không có hạnh phúc như là được thả ở cái aviary lớn như thế này ha. Nó sẽ vui vẻ hơn. Hy vọng là tụi bay sống hòa thuận với nhau nha, ba đứa bay sống hòa thuận với nhau. Một chồng hai vợ cho nên là phải hòa thuận với nhau. Con kia chim mái, này chim mái, bạn này chim trống, nhớ sống hòa thuận với nhau nha, đừng quýnh lộn gì xèo. Một chồng mà hai vợ là nhiều biến cố xảy ra. Lên đây à, mắc cỡ nữa. Ganh tị, có ganh tị không? Hả, có ganh tị không? Đây nè, chim mái giống mày nè, có ganh tị không? Các bạn cầm con chim, các bạn thấy mình vậy, nhưng mà mình cầm rất là nhẹ nhàng ha. Hầu như là không có gồng luôn.
tại tay này làm việc nặng riết, nhìn gân guốc tưởng đang bấu dữ lắm nhưng mà thật ra rất là nhẹ ha, đụng hờ thôi, để hờ thôi chứ không có nó bóp siết gì hết trơn. Nhiều người cầm vô bóp lát nhỏ gãy chân luôn, nhẹ nhàng thôi, vừa cương vừa nhu, rất là ngoan dễ thương. Rồi qua cái clip này cũng cảm ơn Lâm nhiều ha. Lên chơi cái thấy anh nào không có cái alo cái là một tiếng sau là có liền. Thì lúc trước là mình nói chung là mình cũng có đi coi thử nhưng mà mình không có tìm ra cái dòng chim này, cái dòng bồ câu này, cho nên Lâm thấy vậy Lâm tặng luôn, còn quà nữa. Thì bây giờ mình sẽ quay cái clip này trước rồi mình sẽ đi quay, xong mà chiều về nếu mà sớm mình quay thêm những cái món quà khác, xong mình ghép nhiều clip lên để anh em coi ha. Rất là cảm ơn cái tấm lòng chân tình của anh em luôn. Ok rồi thôi, bây giờ mình sẽ thả mấy bạn chim này bay, xong rồi mình cũng đi công việc đây. Ok giờ mình cho camera nó quay qua trước để mình quay cái cảnh thả chim cho các bạn coi ha. Ok các bạn, đây là một bạn chim bồ câu mỏ két vây cá, mà bạn này vây cá rất là ít, nó nằm ở dưới vai đây xíu thôi, dưới cái eo đây xíu thôi đó. Và có một bên thôi chứ không phải là đồng đều hai bên, rất là đẹp, mỏ hồng, coi con mắt đẹp chưa. Ồ, mắt có viền vàng luôn, hơi đỏ đỏ, đẹp quá. Trên đầu các bạn thấy không, có một cái sấy lên nè, trắng tinh tươm luôn, như ngọc trinh luôn, chân đỏ. Ồ, chân đỏ đẹp quá. À, về đây sinh sản thêm nha, chưa sinh sản thêm cho anh nha. Đẹp quá ha. Rồi bay đi. Ai đi coi. Còn hơi ốm. Đang đứng bên kia. Từ từ làm quen trước, làm quen đi lát đó. Bạn này đang đứng dòm nè, bạn này đang đứng dòm nè. Có cái điểm khác biệt nữa là bạn này cái chân á, là nhiều lông ha, lông nó phủ xuống cái ngón luôn à. Còn cái bạn kia nãy thì mình thấy cái chân nó không có lông phủ xuống ha. Thì để coi là hai bạn này kết hợp quên hai bạn này hai bạn cái mà, để coi bạn đực như thế nào. Đó. Đi ra dẫn dắt bạn đi chơi nghe chưa con, không có ăn hiếp ha, không phải ma cũ là ăn hiếp ma mới đâu. Vô dẫn dắt bạn đi chơi làm quen, chỉ cho bạn coi là ăn chỗ nào, uống nước chỗ nào, sáng có món gì, chiều có món gì, tối ngủ chỗ nào là ấm cúng, ít bị mưa dột, nghe chưa. À, bạn này mới về còn ốm ha, bạn này thì mặt hú hù hù. Bạn này rất là ngoan, rất là dễ thương rồi. Rồi, giờ sẽ đây, luôn xì đang đi thả tới bạn đực ha, lũ xì. Sao con? Sáng ra tắm nắng đi. Đây. Đây là bạn chim trống. Cánh rất là đẹp luôn. Màu rất là đẹp ha. Màu sang hay sợ. Đó, vảy cá nữa các bạn. Đẹp chưa?
quá. Về đây mọc mạp chút xíu nữa là ngon, trắng tinh luôn. Quá đẹp luôn. Đây nè, bạn trai của mày nè, tuyển về đó nè. Tuyển bạn trai cho mày nè, chịu không? Hả? Chịu không? Mắc cỡ gì? Mắc cỡ. À, những gái mới lớn. Đây. Mắc cỡ các bạn. Thì chân của cái dòng này thì mình thấy không có lông phủ xuống. À, không có lông phủ xuống. Còn chân kia là lông phủ xuống. Rồi giờ bay nha. Đó đẹp chưa? Ờ đứng luôn hả? Đứng luôn hả? Ờ cũng dạng ghê ha, có lý à. Rồi đã quá Lâm ơi, thanh Kiều Lâm đứng luôn rồi nè, dạng ghê chưa. Món quà quá đẹp luôn. Món quà này còn sinh sôi nảy nở nữa nha. Đây có mấy chuồng bồ câu nè, có chuồng bồ câu cho em nó luôn nè. Dạng ghê. Tuyệt vời. Vậy là mốt thêm có thêm một người bạn nữa để đồng hành quay clip rồi. Quay clip mà ba bạn này nhảy xuống là đã. Nào cho anh coi cái mặt cái coi. Rồi đứng rõ lông à. Được à. Trời mặt đẹp quá. Xuất sắc luôn. Dạng ghê chưa anh ấy? Mới về mà dạng ghê chưa? Rồi luôn. Rồi dễ lông này đi tắm nắng đi con. Kiếm gì ăn, đằng kia có lúa, có thóc, có cám. Rồi bay nha. Bay chơi anh Tung nha. Lên. Trời không muốn đi luôn. Nè. Lên. Rồi đi chơi. Rồi ơi 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 ơi. Dịch giữ dịch. Dịch thì giữ ghê. Không ăn hiếp em. Thôi nghe chưa? Dịch nè. Trời ơi dữ quá dịch. Không ăn hiếp em nha. Ăn đòn á. Thử có đứng lại không? Đây anh bảo vệ cho. Ok. Bạn này vẫn đứng trên này. Còn dịch nó đứng này kia chạy kia kìa đó. Con dữ lắm. Phái cắn quậy người ta lắm. Rồi thôi anh đi làm nha. Bye bye. Chiều về chơi. Đâu rồi. Rồi bye bye nha. Chiều về chơi. Để suy nghĩ ra ba tên đặt cho gia đình tụi bay coi. Đây con. Cái này là kỹ năng bay bị yếu á các bạn. Có thể là tại vì không phải đâu cũng có cái chỗ mà rộng rãi như thế này để các bạn xải cánh đâu. Đa số trong cái chuồng nhỏ, chuồng sắt không à. Đó, cho nên là những ngày đầu tiên là sẽ ngỡ ngàng trong cái chuyện bay, cần phải tập luyện ha. Nhưng mà không sao, mày được về Nam Ngô Farm là số mày nói chung là hậu phước rồi, có hậu phước rồi. Ok rồi, bye bye cả nhà nha. Ok các bạn. Tiếp theo đây sẽ dẫn các bạn đi coi một cái món quà mà những người anh em đã tặng cho mình trong cái dịp sinh nhật năm nay ha. Năm nay là sinh nhật đặc biệt, có nhiều quà. Rất là cảm ơn anh em đã quý mến ha. Thì nhiều lắm mà, được tặng một cái áo à của em Đức nè.
một cái bữa đi ốp lá được một bạn mới gặp thôi, tặng một cái khăn đa năng in những cái lá va trên đó rất là đẹp. Rồi có một bạn nhỏ tên gì quên nó tiêu rồi, tặng mình một hộp cacao, có mấy gói cacao rồi có ẹt linh chi nhân sâm gì trong đó đó, thank you mọi người. Lâm Durek thì tặng cho mình một cặp bồ câu vẫy cá mỏ két ha. Thì qua đây chơi thấy mình chỉ có con cái thôi, không có con đực, thì lúc đầu là tính tặng cho con đực, xong rồi nói thôi em gửi anh luôn nguyên cặp đi để coi như là nó đẻ cho nó sung. Rồi cũng là Lâm Durek luôn, tặng cho mình một cặp gà chín cựa, thì sắp tới đây mình sẽ dẫn các bạn vô coi. Còn một bạn nữa là bạn Trịnh Trung ở Tây Ninh tặng cho mình hai bạn cá nhỏ nhỏ nữa, chưa gửi về tới, hôm nào gửi đời sẽ quay tiếp cho các bạn coi ha. Cảm ơn tình cảm của anh em rất là nhiều luôn, mình rất là quý ha. Đây, đây là những bạn gà tàu, còn đây là cặp gà chín cựa mình để riêng. Thì theo mình có tìm hiểu á, là gà này á, thứ nhất là cái dòng gà chín cựa là nó có xuất xứ ở Phú Thọ ha các bạn ha. Cái này mà anh em hồi xưa nhớ là gì á, Sơn Tinh Thủy Tinh á, vua cha kêu là gà chín cựa ngựa chín hồng mao á, voi chín ngà, đó là kiếm được con gà này. Thì theo mình tìm hiểu với lại nghe chủ nhân cũ của nó là bạn Lâm nói là con gà này, mình nói cái nào không rành thì anh em với bà con ở nào mà rành hoặc là ở Phú Thọ thì bỏ qua. Nghe nói là con gà gốc á, thì nó nhỏ con hơn gà này. Con gà này là con gà F3 rồi. F3 rồi. Thì cho lai tạo, nhưng mà thứ nhất á, là nó không có thần chủng, nhưng mà được cái là Lâm nói là đẻ ra là bầy con nó sẽ ra được 9 cựa luôn nha các bạn. Được cái đều nhiều cựa hết, giờ mình sẽ bắt lên cho các bạn coi. Điểm có đúng không? Thật sự mà nói là mình cũng chưa gặp con gà chín cựa lần nào luôn, thì không biết là điếm cựa là điếm sao. Cái này có con cái bị gãy nè. Thì thường thường là nó có con cựa đây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cũng không đủ chín ha, chắc là nó không đủ. Này để từ từ tìm hiểu tiếp đi, giờ khoe trước vậy đi. Mình cũng chưa có cơ hội tìm hiểu cái dòng gà này, cái giống gà này, cho nên cũng chưa biết là cái đẹp của nó là nào, rồi coi như là cái nào chọi cái nào lặn hay sao đó mình cũng chưa biết. Chân bên này cũng vậy, 1 2 3 4 5 6 7, mới thấy 7, 7 là tính luôn móng đó nha. Thì theo mình biết cái này mới gọi là cái cựa, đúng không? Nó khác biệt là nó có hai cái móng nhỏ này, như nó khác với con gà bình thường á. Đây con gà bình thường để mình nhìn coi. Con gà bình thường á thì chân nó chỉ có 4 móng thôi. 4 móng với cái cựa. À, còn chân này á là thêm hai cái này nè. Chân này có thêm hai cái này nè. Đó là coi thành coi như là 7 thôi, chưa thấy 9. Hay là càng già nó sẽ càng ra thêm. Như bên này là mình thấy nó có mấy này là không biết là một ghẻ hay là cái cựa. Này chắc cái cựa chứ, cựa bị gãy hay gì ở đây nè. Mồng lá rất là đẹp ha. Mồng lá. Thích. Màu đều. Cũng lực gà lắm, tướng lực gà lắm. Thì theo như Lâm nói là con này là nó bản năng để bày gà con ra là nó biết đá luôn, mặc dù mình là mình không có chơi đá gà. Ví dụ như trong các môn nói về động vật á, thì mình rất là thích, nhưng mà có những môn mình liên quan tới động vật là mà mình đã không có thích chơi. Nói chung là những cái môn nào mà nó mang tính gọi là nó có thể gây sát thương cho nhau á, là mình không chơi ha. Ví dụ như đá gà là mình không chơi. Mình đang nói bản thân mình thôi ha, chứ mình không có gọi là phê phán hay là đả kích hay là phân biệt gì hết. Ai muốn chơi vậy chơi à, tùy mỗi người. Đá gà mình không có chơi, câu cá mình không có chơi. Nói chung câu cá thì nó cũng làm đau, nó giải trí, nhưng mà nó theo mình thì nó là cái khu tiêu khiển mà làm đau con người khác thì mình không chơi. Đó, thì đá gà thì mình cũng có cơ hội tiếp xúc với lại gà đá từ rất là sớm.
Rồi những người bạn, những người anh, người em rồi chơi cũng rất là nhiều, rủ mình chơi nhưng mà thật sự là mình không có thích, thấy nó đá tội nghiệp quá, đau tội nghiệp quá. Thì theo như bạn Lâm nói là con gà này đá rất là chiến, không có ngại bất cứ con gì. Kể nó, Lâm nói là cỡ con chó của anh nó đá luôn, Lucy là nó vô nó chơi luôn, nó không biết ngại, không biết sợ. Ok, đây là bạn gà trống, rồi coi gà mái coi. Cũng rất là mập. Đặc biệt là cái khi mình chờ đó là con vịt nhiều chuyện kìa. Vịt nhiều chuyện. Cái thân nhiệt của con gà nó rất là nóng rồi các bạn ha. Dù mình đặt cái tay dưới yếm đó, mình cầm vô là thấy nóng hừng hực luôn á, nóng hổi luôn. Đó, thân nhiệt con gà nóng. Này cũng là mầm lá mà lá bị ngã ha. Lá bị ngã. Mái không sao, để coi coi. Đây cũng giống như là con kia. Con gà mái thì nó không có cựa, nhưng mà nó cũng có hai móng này đây. Bên này cũng vậy, có hai móng này. Ha, thì để đẻ ra bầy con coi là nó có gọi là di truyền được cái này không. Lúc trước mình cũng có chơi gà đó các bạn, nhưng mà trước thì chơi chơi phun nít với chơi tân châu, thì mình đổ lấy cái phơm lấy cái dáng thôi. Rồi tân châu thì nó có cái điểm mạnh là nó có cái râu, lấy cái râu lấy cái mồng chích hả. Chứ mình chưa có chơi mấy dòng gà này. Đẻ nè, đẻ nè, trứng gà của tụi nó luôn nha, 4 trứng. Wow. Không, để mình hỏi kỹ coi, cài bữa giờ mình lu bu quá, đi đi quay rồi không có coi, không biết là ba trứng này phải là của cặp gà này luôn hay không. Nhưng mà cái trứng bự này thì chắc chắn là của cặp gà này nè. Tại vì Lâm nói là con gà này nó đẻ trứng to lắm, nó đẻ như cái trứng vịt luôn á anh Nam. Đó, thì hôm bữa là có đem qua mấy trứng rồi, hôm nay là mới đẻ. Đẻ trứng này rất là to mà rất là nặng luôn ha, cầm nặng y như trứng vịt chứ. Các bạn thấy hai cái size, hai size trứng gà. Đây là trứng gà của con gà chính cựa ha, còn cái này là không biết. Không biết phải của nó, mà mình nghĩ nếu mà một con gà mái thì không thể nào nó ra hai size trứng kiểu này hết. Có thể cái này là trứng bỏ mồi thôi. Bỏ mồi vô để cho con gà nó đẻ thôi. Thì mình sẽ cho cặp gà này nó tự gấp luôn. Tự gấp luôn. Rồi lúc mà nó nở ra trứng gà đó thì mình sẽ coi coi nó lúc mà mới nở ra là nó có chính cựa luôn hay không, có nghĩa là nó có 4 ngón, coi như là 6 ngón chân luôn hay không ha. Giống như cha mẹ của nó là có 6 ngón chân và một cái cựa đó. Ngón chân ở đây á, là có nghĩa là cái chỗ đó nó có cái móng chân thì mình sẽ gọi là cái ngón chân ha. Còn cái cựa nó chỉ là một cái cây sừng ra thôi. Một cây sừng, cái đó giống như cái vũ khí của nó không có móng. Đó, còn có con cái móng thì nó cái chân á, mình gọi là cái ngón chân thì tại vì nó có cái móng chân ở trên đó luôn. Ok, bây giờ mình để đây lại. Rồi. Mình để cho nó tự ấp luôn. Để cho nó tự ấp luôn thì đây là hai món quà của Lâm gửi cho mình, rất là quý luôn. Quý cái tình cảm cho nên là mình sẽ chăm sóc nó thật là tốt. Dành nguyên cái chuồng riêng này cho tụi nó luôn. Gà thì mình nuôi cái nền đất nó sẽ tốt hơn ha. Rất là lanh. Gà này là con gà F3 thôi nha các bạn. Vì nghe Lâm nói là Lâm cho phối với lại con gì quên rồi. Con gà đòn mình á, để cho nó tăng cái size lên. Thì các bạn giống như ở bên bò sát á, bữa giờ là anh em có hay nói về có hai trường phái ha. Có trường phái thì thích hybrid, tức là lai chéo. Có trường phái thì không thích hybrid đó. Bữa giờ cũng tranh luận y xèo chảnh. Thì mình nghĩ á, đối với cái dòng khác á, cái vấn đề lai chéo là cái chuyện rất là phổ biến mà nó đã diễn ra rất là lâu đời, mấy chục năm nay rồi, chứ không phải là cái gì đó mới mẻ để mà chúng ta ngồi chúng ta tranh luận. Đôi khi là tranh luận nó vòng vòng cái bùng binh mà nó không có giải quyết vấn đề được. Thì vấn đề là khi chúng ta chơi một cái trò chơi gì đó thì chúng ta phải có cái mục đích, hoặc là chúng ta làm công việc gì đó chúng ta phải có cái mục đích rõ ràng, chúng ta muốn cái gì, vì chúng ta những làm những cái hành động để cho nó về cái chuyện đó. Thì cái mục đích của cái việc hybrid đó là để cải tạo cái nguồn gen,
đó, cái kiểu hình đó, thì cái đó ví dụ như con gà nè, người ta hybrid từ đó giờ rất là nhiều luôn, đúng không? Cho nên cái chuyện hybrid là cái chuyện không có gì khó hiểu cả, chẳng qua chúng ta áp dụng qua cái bò sát, qua con igu á, đợi khai chúng ta khi mà chúng ta không có liên kết được những cái kiến thức của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó lạ, nhưng mà thật ra nó cái bản chất của nó là như vậy. Ví dụ như con gà nó nhỏ con quá, người ta lấy một cái con gà khác nó bự con, người ta cho phối với con gà nhỏ con để cái bầy con nó úp cái size lên từ từ, đúng không? Thì cứ nhiều đời như vậy thì cái con gà nhỏ con nó sẽ thành con gà bự con. Cái đó là người ta cải thiện cái sản lượng thịt. Thí dụ như con bò Việt Nam mình thì cái thịt nó không có được ngọt, không có được thơm, không được béo. Thì người ta lấy coi con bò sữa hay là con bò gì đó ở nước ngoài về, người ta cho phối hybrid với nhau để người ta cải thiện cái chất lượng thịt của con bò Việt Nam nó ngọt hơn, nó mềm hơn. Thì qua nhiều đời như vậy thì cái chất lượng thịt nó sẽ cải tạo. Thì cái đó là trong gọi là chăn nuôi, người ta muốn cải thiện cái sản lượng, người ta cũng cải thiện cái chất lượng sản phẩm. Chất ví dụ đây là chất lượng thịt hoặc là chất lượng trứng, rất là chất lượng sữa, rất là nhiều cái. Còn ví dụ như trong mình em anh em mình chơi sinh vật cảnh nuôi pet á, thì mình ưu tiên cái đẹp, thì mình hybrid qua là để mình lấy những cái điểm đẹp của cái con mà mình muốn đó. Thì có nhiều bạn mới nói là giống như Tobago đi, nhiều bạn nói là anh ơi sao anh không làm trực tiếp luôn Tobago với Tobago luôn mà lại hybrid làm gì cho nó rắc rối. Thì tại vì các bạn chưa có tiếp xúc với nó, đâm ra là đôi khi là thật ra cái vấn đề các bạn đặt vấn đề là nó chính xác chứ không phải không chính xác, nhưng mà do các bạn chưa tiếp xúc, chưa có va chạm thì các bạn chưa có thấy cái khó khăn của nó. Bản thân mình thì mình có cơ hội được sở hữu cả cặp Tobago luôn, và mình đã tiếp xúc với nó từ sớm, nhưng mà 3 năm là mình làm không thành công. Cho nên là cuối cùng là mình mới để gọi là tiết kiệm, để coi gọi là có cái sản phẩm thì mình mới hybrid qua. Thì vô tình mình hybrid qua thì mình lại coi như tìm kiếm được những cái sản phẩm nó ưng ý. Thì để các bạn có đủ một cặp được cái Tobago mà sinh sản được á, thì mình chỉ nói cái con số để cho các bạn có cái mức hình dung thôi ha. Có nghĩa là ít nhất các bạn sẽ phải đầu tư 500 củ để có một con đực và một con cái Tobago. Nhưng mà cái con Tobago nó rất là khó phối, chứ không phải là dễ phối, không phải là các bạn bỏ vô như là tụi Green Red Igu thường á, là các bạn bỏ vô tới mùa là nó làm cái ghê nó mới phối. Nhưng mà con thứ nhất là con Tobago là nó chọn cái, chứ không phải là thả vô con nào nó cũng chơi, mà nó là chọn cái và nó phối khá là dở đó. Cho nên thứ nhất tại sao không có làm một cặp thuần chủng là tại vì cái tiền đầu tư ban đầu nó quá lớn đi, các bạn cần tối thiểu 500 củ để các bạn mua một cặp được cái, nhưng mà chưa chắc là nó chịu phối với nhau đó, rất là khó phối. Nó chọn con cái chứ không phải thả vô con nào phối con đó. Ở bên Thái Lan mình nghe nói một trại nó có 20 con, coi như là 10 cặp Tobago, nhưng mà một mùa nó làm được hình như 7 con 10 con đổ lại, hoặc là hơn 10 con chút xíu mình nói nha, mà 10 cặp đó, rất nói lên là để thấy là nó rất là khó làm chứ không phải là nó dễ làm ha. Đó thì sẵn qua cái clip với khoe quà mình giới thiệu với các bạn chút vậy. Cho nên là để tận dụng không có bị phí, các bạn biết igu thì nó đẻ có một mùa trong năm thôi, cho nên nếu mà mùa này mình bị lỡ thì mình phải chờ một năm sau lận. Thì chính vì đó lúc đó mình cho hai con Tobago nó phối nhau mà nó không chịu phối các bạn. Con trước cái mùa cao điểm á thì con cái nó sợ con đực, vô cái mùa cao điểm á con đực lại sợ ngược lại con gái, con cái nó không chịu phối với nhau. Thì cuối cùng là mình mới nói thôi mình thử qua hybrid thử coi nó sao. Thì mình làm hybrid ra mình thấy nó vẫn lưu trữ được những cái nét đẹp, những cái điểm mạnh của con Tobago nó vẫn di truyền về đời sau đẹp. Cho nên là mình mới thấy hứng thú quá, thì mình càng tìm hiểu càng càng quan sát đồ này nọ thì càng ngày mình càng mê. Thì sau đó mình mới tiếp tục quyết định là mình sẽ đi tiếp con đường này, đi tiếp. Thì cuối cùng là mình được cái thành quả là mình làm cái đường zombie với Dracula, lại khoe tiếp đó. Thì sẵn qua cái clip gà này giới thiệu với các bạn chút xíu vậy. Thì cái vấn đề hybrid là cái vấn đề nó rất là đơn giản ha, nó rất là đơn giản. Nhiều bạn sẽ nói là làm sao biết cái tỷ lệ trong đó nó là 75-50%, thì cái đó tỷ lệ nó chỉ mang ý nghĩa là tỷ lệ thôi, chứ nó không có chính xác. Và cái tỷ lệ này nó ứng trên cái đàn, chứ nó không ứng trên từng cá thể các bạn ha. Ví dụ như mình phối con cha là Tobago, phối với con mẹ là Taurine, thì cái bầy con người ta gọi cái bầy đó là Taurine 75%, cái nghĩa là cái đàn này có 75% giống Tobago. Trong đó có những cái con là nó thậm chí là
Nếu mà nói về cái tỷ lệ giống Tobago, thậm chí là nó còn hơn 75 nữa. Nhưng cũng có những con nó dưới 75, các bạn hiểu không? Có nghĩa là tính trên cái đàn đó, thì trong cái đàn đó sẽ có những cái con rất đẹp, có những con đẹp, có những con nó khá, có những con nó trung bình đó, thì nó còn như vậy nữa đó. Tuy nhiên là chính vì cái điều những cái tỷ lệ này á, nó không có rõ ràng, tại vì nó mang tính ước lượng, có xác suất, có tỷ lệ, nhưng mà nó vẫn là khoa học nha, chứ này không phải là nói bừa, cũng không phải là mình tự chế ra, mà cái này là lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi là người ta đã ứng dụng rất là lâu rồi, rất là nhiều rồi. Thì tuy nhiên cái này nó có mang tính là xác suất nè, tỷ lệ ước lượng nè, thì nó là như vậy chứ không phải là mình chế ra các bạn ha. Rồi ok các bạn, thì trước là cảm ơn những anh em đã tặng quà cho mình. Thật ra là đó giờ sinh nhật của mình là mình cũng không có tổ chức gì hết, sinh nhật nó trôi qua rất là lặng lẽ. Không phải là mình cô đơn hay gì, mà tại vì mình không quan tâm tới chuyện đó. Cái ngày sinh nhật nó cũng bình thường thôi. Sau hồi lúc trẻ thì còn tụ tập ăn nhậu vui vẻ bạn bè, nhưng mà sau này lớn tuổi rồi thì đôi khi nó cứ trôi qua một cách bình thường vậy, mình cũng không quan tâm lắm. Rồi giờ có vợ có con thì vợ con mua cho cái bánh kem là cũng vui vẻ rồi, ngồi hát với nhau thôi, chứ cũng không có còn đàn đúm ăn nhậu nữa. Thì nhưng mà năm nay lại có rất là nhiều quà của anh em quý mến gửi tặng, thì mình rất là cảm ơn anh em rất là nhiều luôn ha. Tặng những món quà mà mình rất là thích, những con pet nó rất là dễ thương như thế này. Ok, rồi chúc anh em xem clip vui vẻ ha, và thật là nhiều sức khỏe. Bye bye.